Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kimotun. Ở clip này thì bên mình lại đi review xăm soi và khui hộp một cái sản phẩm cực kỳ là hot hit trên thị trường hiện nay. Nó chính là một cái mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu GTL Việt Nam. Và trên bàn làm việc của mình thì hiện tại mình đang bày một số các cái hộp của cái sản phẩm X-Line, có cái mã là F10 ở đây. Đó, thì cái sản phẩm X-Line có cái mã F10 này, nó chính là những cái mẫu bi gầm. Và những cái mẫu bi gầm này được khá nhiều các bác tài lắp lên những cái chiếc xe hơi thân yêu của mình. Và hiện tại cái mẫu bi gầm F10 này nó được sự tín nhiệm ở trên thị trường cực kỳ là cao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi khui hộp cái sản phẩm này, xem cái gì đã đưa em bi gầm có cái mã là F10 của thương hiệu GTL Việt Nam này lên một cái tầm cao như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái hộp này. Như mọi khi thì bên mình sẽ đi đọc cho các bạn những cái thông số trên cái hộp của nhà sản xuất, họ in cho chúng ta ở đây khá là đẹp. Thì trước mắt các bạn thì ở phía mặt trước của cái hộp thì chúng ta có thể nhìn thấy chữ X khá là to. Cái chữ X này nó được viết tắt là chữ cái đầu của cái chữ X-Line. Và cái sản phẩm X-Line này được công ty GTL Việt Nam phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và mình xin phép mình chia sẻ qua một số đôi điều về công ty GTL này. Công ty GTL ở đây, đây là cái tem của công ty GTL, là một công ty chuyên cung cấp các cái giải pháp tăng sáng hiện đại ở thời điểm hiện tại bây giờ. Nó chính là những cái mẫu bi gầm, hoặc là những cái mẫu bi LED, hoặc là những mẫu bi laser tiên tiến nhất thời điểm hiện tại bây giờ. Và công ty GTL Việt Nam này, nó chính là một công ty xuất nhập khẩu các linh phụ kiện về ánh sáng để dành cho những chiếc xe hơi hoặc là những chiếc xe máy. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái hộp này. Ở đây là cái phía mặt trước nhìn khá là thời thượng. Rồi, và tiếp theo ở phía mặt hông thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có chữ F10 và X-Line Gemini Technology. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái biểu tượng hình cái đèn này. Thì ở đây nó sẽ là cái bi thấu kính các bạn nhé, LED Projector Fog Lights. Thì cái bi này sẽ là bi gầm dạng thấu kính. Và cái model để lắp cái bi này lên những cái chiếc xe hơi thì ở đây họ có in cho chúng ta là Toyota. Thì ở bên mình sẽ có cả mã dành Toyota này, mã dành cho Ford. Thì tí nữa thì bên mình sẽ khui hộp và đi sâu về cái vấn đề đó cho các bạn dễ tham khảo. Rồi, và tiếp theo thì ở phía mặt hông bên này thì chúng ta sẽ thấy nhà sản xuất họ sẽ in cho chúng ta một số các phần thông tin. Những cái phần thông tin này khá là hữu ích cho những anh em nào mà đang muốn tìm hiểu kỹ về cái sản phẩm này. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nhà sản xuất họ có ghi ở đây là công suất là sấp xỉ 35W. Ở chế độ là bật mắt là sẽ là 35W. Và em này sẽ sử dụng nguồn điện là từ 9 đến 16V điện DC các bác nhé. Điện DC luôn luôn là điện DC. Tất cả các loại bi LED đều sử dụng điện DC. Và chip LED của em này nó có mã là RHZM Custom. Và cái lumen là cái độ sáng của em này nó đạt đến là 3500 lumen. Và cái giải màu của những em bi này nó sẽ chia ra làm 3 loại giải màu khác nhau. Nó chính là giải màu 2700K, giải màu 4300K và giải màu 6000K. Thì em xin phép em chia sẻ luôn là ở đây nó sẽ chia ra 3 cái giải màu. Sẽ tính theo là mức độ là Kelvin. Thì ở đây giải màu 6000 Kelvin nó sẽ là ánh sáng trắng sạch. Giải màu 4300 thì nó sẽ là ánh sáng gọi là màu vàng nắng. Và giải màu 2700K ở đây nó sẽ là giải màu của ánh sáng vàng phá xương. Đó, thì đây là các cái phần thông số để anh em có thể tiện lựa chọn để phù hợp cho những cái mong muốn của mình khi mà tham gia giao thông. Thì những chiếc xe ở khu vực vùng núi cao hay có sương mù thì chúng ta nên lắp cái giải màu 2007 hoặc là màu 4003 ở đây. Thì nó sẽ phù hợp cho những cái cung đường đồi núi hiểm trở. Và những chiếc xe mà hay di chuyển trong nội đô thành phố thì chúng ta nên lắp cái màu 6000K này, nhìn nó sẽ lịch sự và thời thượng hơn. Và ở đây thì cái giải nhiệt độ làm việc của cái MB này nó sẽ từ âm 15 độ C cho đến là sấp xỉ 100 độ C. Và thời gian hoạt động liên tục của em bóng này nó sẽ đạt gần 40.000 giờ. Chính xác là 39.000 giờ. Và em này có chế độ mắt quỷ hay còn gọi là chế độ daylight, là cái đèn ban ngày ở phía bên trong. Thì ở đây nó sẽ là có cái là màu đỏ và màu xanh. Thì ở cái phiên bản này nó sẽ là màu đỏ các bác nhé. Và ở đây là tiêu chuẩn chống nước chống bụi IP68. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái mặt phía bên này. Và cái mặt phía bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dòng khá là to ở đây. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây nó có chữ là F10 3.0 inch. Thì ở cái phiên bản X-Line F10 này nó sẽ chia ra làm hai dòng. Một dòng là 3 inch và một dòng là 2.5 inch. Và cái sản phẩm hiện tại em đang cầm ở trên tay ở đây, nó chính là sản phẩm là mẫu bi 3 inch. Thì ở đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy là cái giải màu ở trên cái hộp này. Thì cái sản phẩm ở bên trong nó sẽ được tích ở đây. Ví dụ cái hộp này là màu 6000 thì ở đây nó sẽ được tích màu 6000. Và cái chế độ định vị ban ngày nó sẽ là màu đỏ hoặc là màu xanh. Ở đây nó sẽ tích vào cái dòng màu đỏ. Thì MB này sẽ có cái chế độ daylight là màu đỏ các bác nhé. Và em này sẽ được bảo hành chính hãng là 2 năm. Thời gian bảo hành khá là lâu. Và tiếp theo ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng F10 khá là to. Đó, thì MB này sẽ là gọi là bi gầm F10 của công ty GTL Việt Nam. Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi khui hộp cái sản phẩm của em nó lên, xem ở trong nó có những gì và nhà sản xuất người ta cung cấp cho chúng ta những gì để chúng ta có thể lắp lên được một chiếc xe thân yêu của chúng ta. Đó, và em đã khui hộp ra rồi. Thì ở trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp xốp khá là dày như thế này để chống sốc cho những MB của chúng ta. Và ở trong thì bên em có đặt thêm là một cái nem cặn của shop bên em. Đó, thì các bác có nhu cầu liên hệ
Bên em theo cái số điện thoại là 0356146888 thì bên em sẽ cung cấp cho các bác những cái sản phẩm như thế này. Về các bác có thể là tự gắn lên xe, hoặc là các bác có nhu cầu có thể là đến trực tiếp tại shop em thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt lên xe cho các bác. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong hộp này chắc chắn nó sẽ có là 2 MB. Tất nhiên rồi, những cái sản phẩm dành cho ô tô thì thường nó sẽ có 2 bi, bi gầm hoặc 2 bi pha thì luôn luôn sẽ là 2 bi. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì nhà sản xuất người ta có làm cho chúng ta một cái lớp xốp cực kỳ là dày như thế này. Nó sẽ đảm bảo cho cái việc là chúng ta vận chuyển cũng như là ship hàng đi mọi miền Tổ quốc nó sẽ yên tâm hơn. Thì cái sản phẩm này nó sẽ được chống sốc rất là tốt, thì chúng ta sẽ không sợ nó ảnh hưởng đến những cái phần bi ở trong. Và ở trong hộp lúc này thì em nhìn thấy nó có khá là nhiều các cái phụ kiện khác nhau. Thì bây giờ là em sẽ đi nhấc từng cái một lên để cho các bác coi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy có hai cái phần driver ở đây. Đó, hai phần driver. Thì cái phần driver ở đây nó sẽ có cái mã ở đây, nó sẽ là mã của shop. Mỗi một shop thì nó sẽ có một cái mã khác nhau. Thì đây là cái mã của bên shop em. Và ở đây thì em có dán luôn một cái tem bảo hành cho các bác. Đó, thì có cả số điện thoại, có tên em ở đây. Thì các bác có vấn đề gì có thể liên hệ trực tiếp với em ở đây. Thì các bác không phải đi tìm cái số điện thoại của em nữa. Đó, cực kỳ là tiện. Và trên cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có một cái ký hiệu là F10, một cái cục driver nhìn khá là nhỏ gọn. Và ở đây chúng ta sẽ có hai phần đầu dây. Một phần đầu dây thì ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là ba màu khác nhau, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Ở đây là chế độ âm dương của đèn gầm sẽ là đấu vào cái dây đen đỏ ở đây. Và chế độ đề mi là cái phần mắt quỷ cũng như là gọi là cái chế độ daylight định vị ban ngày thì nó sẽ là cái dây trắng ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dây khá là to, một cái jack connect có 6 chân kết nối ở trong này. Rồi thì bây giờ em sẽ bỏ riêng cái phần này ra. Cái này cũng tương tự như thế. Và ở trong cái hộp này thì chúng ta sẽ được tặng thêm hai cái dinh, hai cái vòng dinh benzen này thì chúng ta sẽ lắp lên những cái chiếc bi. Thì cái này thì tí nữa em sẽ giải thích xong. Và hai cái vòng dinh benzen này nó được cấu tạo bằng nhôm các bác nhé, cấu tạo bằng nhôm chứ không phải bằng nhựa đâu, nhìn khá là đẹp và bóng bẩy. Và tiếp theo ở trong này thì em có thấy hãng có cung cấp thêm cho chúng ta một cái khăn lau kính ở đây. Thì những cái chiếc bi pha thì chúng ta sẽ cần những cái khăn này hơn là những cái chiếc bi gầm, nhưng những cái sản phẩm phụ như thế này mà hãng không quên cung cấp cho chúng ta thì đó là một cái sự trau chuốt cho cái sản phẩm này, muốn hướng tới một cái sản phẩm này khi mà lắp lên xe nó sẽ có một cái vẻ đẹp hoàn thiện. Và tiếp theo ở trong hộp này nó sẽ có những gì thì ở đây thì em sẽ thấy một cái gói, gói này sẽ là gói chống ẩm. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một bộ ốc vít như thế này. Thì ở trong này nó có khá nhiều những cái con ốc vít nhỏ nhỏ thì em sẽ không tiện bỏ nó ra bởi vì có thể là nó sẽ rơi, nó văng đi mất. Đó, thì chúng ta ở đây thì em thấy là có 4 cái con ốc như thế này, và có 2 con ốc dài, 2 con nỏ nhựa, và có 2 cái lò xo như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy những gì ở trong này nữa. Hết rồi các bác ạ. Và bây giờ là em sẽ khai quật 2 cái MB của chúng ta lên. Đó, thì em sẽ để ra đây. Rồi, cái hộp hết rồi. Ở trong này chỉ là cái chống ẩm thôi. Một cái hộp mà có đến 2 cái túi chống ẩm luôn các bác. Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi một vòng cái MB gầm F10 ở đây của công ty GTL Việt Nam. Thì xin phép chia sẻ với các bác, đây chính là cái phần part. Và cái phần part này như lúc đầu em có chia sẻ trên cái hộp ấy, nó chính là cái phần part để dành cho những cái chiếc xe hơi dòng Toyota. Thì đặc trưng của dòng Toyota nó sẽ có những cái part mà chân cao chân thấp như thế này. Đó. Thì ở đây là những cái phần con ốc chỉnh, thì tí nữa thì em sẽ chia sẻ sau. Đó. Thì tí nữa thì em sẽ bóc một cái hộp khác có cái phần part của những cái chiếc xe mà dòng Honda này, dòng Ford hoặc là Mitsubishi, thì cái part nó sẽ khác như thế này một xíu. Thì cái phần part này em sẽ để ở đây. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi một vòng cái MB của chúng ta ở đây. MB này có thiết kế là đuôi công các bác nhá. Rất là hay. Tí nữa em sẽ nói cái phần ý nghĩa của cái phần đuôi công này, nhà sản xuất người ta làm để làm gì. Và ở đây nó sẽ có một cái phần chụp như này thì chúng ta sẽ có thể tháo rời ra được. Một số các dòng xe thì chúng ta sẽ không cần sử dụng những cái phần chụp như thế này. Ví dụ như kiểu dòng Ford này, dòng Honda hoặc là dòng Mitsubishi, đặc biệt là những em Xpander thì lắp sẽ không cần đến những cái chụp xéo như thế này. Thì cái này em sẽ bỏ ra đây. Và đây sẽ là MB của chúng ta khi mà trần trụi như thế này. Thì em sẽ quay một vòng cho các bác chiêm ngưỡng. Đó. Và bây giờ thì em sẽ đi review như thường lệ từ cái phía mặt thấu kính của chúng ta cho đến phần đuôi cái phần bi đây. Thì đập vào mắt chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần thấu kính cầu lồi cực kỳ là to và đẹp. Thì em thấu kính này có cái phần size kích thước là 3.0 inch. Và em thấu kính này được trắng một cái lớp AR phủ màu xanh cực kỳ là đẹp. Màu xanh khá là chất. Cái em màu xanh này thì em nhìn nó phản chiếu vào mắt mình thì nó sẽ có cái màu là màu xanh lục bảo khá là đẹp. Cái màu xanh lục bảo này khá là thời thượng. Thì các bác có thể thấy trên một số các cái mẫu sản phẩm của dòng Galaxy, những cái màu xanh lục bảo này khá là đắt, đắt hơn những cái màu khác. Và cái MB này được tráng một cái lớp AR này chính là để nhằm mục đích là chống chói cho những cái xe ngược chiều. Khi mà người ta đi, người ta chiếu đèn vào thì cái phần ánh sáng nó sẽ không bị dội ngược lại cái phần mắt của cái người đi ngược chiều đó, thì nó sẽ là chống chói khá là hiệu quả. Nó sẽ hay hơn là những cái MB mà không được tráng một cái lớp AR này. Và cái lớp AR này nó sẽ giúp cho cái phần ánh sáng đi từ phía trong bi này đi ra, nó sẽ được khuếch tán ánh sáng tốt hơn
cộng hưởng ánh sáng tốt hơn, và cái phần ánh sáng được chiếu xuống mặt đường nó sẽ cao hơn là những MB không được tráng cái lớp AR này đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái gờ như thế này đó, và một cái gờ như thế này thì khi chúng ta lắp lên xe thì nhà sản xuất người ta có tặng kèm cho chúng ta một cái vòng benzen như thế này khá là đẹp đó, thì chúng ta sẽ úp vào đây đó, thì các bác có thể nhìn thấy là nó sẽ đẹp hơn là khi chúng ta không úp. Và cái gờ ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có hai cái chiều khác nhau các bác nhé đó, thì cái chiều mà có cái gờ nổi lên này thì chúng ta sẽ chụp vào đây, nó sẽ đẹp và nó sẽ kín cái bi hơn. Nếu mà nhìn như thế này thì nó sẽ lộ hai cái viền bên này, nhìn nó không đẹp cho lắm, và chúng ta chụp vào như này nhìn nó sẽ chất hơn nhiều. Rồi cái này thì khi lắp vào xe thì chúng ta mới cần đến nó, còn hiện tại bây giờ thì em sẽ để nó sang một bên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy MB này nó sẽ có một cái phần thiết kế hình trụ được sơn màu đen, đen ở đây nó sẽ là màu đen bóng các bác nhé. Và MB này được gia công bằng chất liệu là nhôm CNC. Và ở phía mặt dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ xuất hiện một cái lỗ thông hơi, và ở đây nó sẽ có cái dòng mã, và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là 5008. Thì cái MB này nó sẽ có cái rải màu thực, khi mà chiếu xuống mặt đường nó sẽ là rải màu 5008 các bác nhé. Ở trên hộp thì người ta sẽ là in là 16000 đó. Và MB này em thấy là nó sẽ có một cái hay hơn ở các cái sản phẩm khác, nó chính là cái lỗ ở đây, cái lỗ ở dưới này nó sẽ rất là hay. Khi chúng ta lắp lên xe thì phần bi nó sẽ nằm như thế này, thì trong quá trình chúng ta đi mưa hoặc chúng ta lội nước thì có thể nó sẽ bị lọt nước vào trong cái phần bi ở đây. Thì MB này được thiết kế là tiêu chuẩn IP68 là chống nước và kháng bụi. Nhưng khi chúng ta đi xe thì các bác cũng có thể biết là khi chúng ta bật cái đèn này lên thì tất cả những cái phần bi, phần đèn, phần phát quang nói chung nó đều tạo ra nhiệt độ. Thì khi chúng ta bật đèn lên thì cái MB này nó sẽ bị nóng lên, và khi chúng ta có thể là đi mưa hoặc đi lội nước thì ở bên trong nó nóng, bên ngoài nó lạnh, thì nó sẽ bị hấp hơi vào trong này. Hoặc là khi chúng ta đi lội nước thì có một số các cái tỉnh thành hay bị ngập lụt đó, thì chúng ta lội nước thì có thể nước nó sẽ bị vào trong MB này. Và trong MB này thì nhà sản xuất người ta đã tính toán, người ta khoan cho chúng ta một cái lỗ ở đây, vừa là để thông khí, là lỗ đối lưu không khí, vừa là để thoát nước, ở đây khá là tiện mà rất là hay. Thì những cái sản phẩm mà được làm hai cái lỗ đối xứng nhau như thế này thì em thấy nó sẽ hay hơn là những cái sản phẩm khác nó chỉ có cái lỗ ở trên này, thì khi mà nước nó vào trong này thì nó sẽ đọng trong này đó. Thì khi chúng ta bật đèn lên thì nó cứ bị hấp hơi ở cái phần mặt bi ở phía bên trong của cái thấu kính đây, nhìn nó không được đẹp cho lắm. Thì nếu mà chúng ta không xử lý thì đi lâu ngày thì cái phần chip led của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng đến tuổi thọ cái phần chip led đó. Thì cái sản phẩm này thì em thấy ở đây nó, họ khoan cái lỗ đây khá là hay, cực kỳ là hay. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên sản phẩm này nó sẽ có một cái mã là mã F10 ở đây, và ở bên trên này nó sẽ có một cái dòng số nhỏ nhỏ ở đây, nó chính là mã của đại lý, thì nó là mã của bên em. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tem của GTR Việt Nam ở đây đó. Tem này là tem ngày tháng khi nhà máy người ta cung cấp cho em cái sản phẩm này thì người ta sẽ đánh dấu ngày tháng ở đây. Thì ở trên này thì em sẽ dán thêm một cái tem nữa, thì cái tem này là tem của bên em, thì khi cung cấp cho các bác thì bên em sẽ đánh dấu ngày tháng ở đây. Thì cái tem này thì bên em sẽ có trách nhiệm với các bác, khi em cung cấp hàng cho các bác để các bác lắp lên xe thì em sẽ có trách nhiệm với các bác bởi cái tem này. Và ở bên công ty GTR cũng như là nhà máy của người ta sẽ phải có trách nhiệm với em về cái phần tem ở đây đó. Thì lưu ý với các bác là tránh hạn chế không được làm rách tem. Và các bác có thể nhìn thấy là phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái phần chụp xi bằng nhôm luôn, được đúc và CNC cực kỳ là đẹp ở đây đó. Thì những cái sản phẩm khác thì chỗ này có thể là làm bằng nhựa hoặc là bằng nhôm, thì em này được đúc hoàn toàn bằng nhôm đó. Thì các bác có thể nhìn thấy là một cái viền ở đây được cố định bằng những con ốc xung quanh ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tem ở phía bên dưới này là tem chính hãng của GTR Việt Nam, thì người ta cũng in ngày tháng ở đây. Và ở dưới đuôi của cái MB này nó sẽ có hai cái lỗ, thì hai cái lỗ đấy thì chúng ta sẽ đút hai cái phần nở vào đây đó. Thì khi chúng ta lắp lên xe thì chúng ta sẽ căn chỉnh cao thấp bằng hai cái con ốc dài ở đây đó, khá là hay. Và tiếp theo ở phía mặt dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của những cái cánh toàn nhiệt ở đây đó. Thì những cái cánh toàn nhiệt này nó giúp cho cái MB này nó sẽ thông thoáng và nó sẽ mát hơn, giải nhiệt tốt hơn. Thì các bác có thể nhìn thấy là MB này nó sẽ không có quạt tản nhiệt, thì những cái phần bi gầm nói chung của tất cả các hãng thiết kế đều không có quạt tản nhiệt các bác nhé. Thì lý do là khi chúng ta lắp lên xe thì những cái phần bi này nó sẽ nằm ở đằng trước của những cái hộp bánh xe, thì khi chúng ta đi thì bùn đất có thể nó văng vào đây thì nó sẽ gây kẹt quạt và hỏng quạt. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có thêm những cái lá đồng tản nhiệt ở đây. Thì những cái thiết kế kiểu này thì nhiều anh em hay gọi nó là phần đuôi công đó. Thì khi chúng ta lắp lên xe chúng ta xòe ra như này thì nó cũng khá là giống những cái phần đuôi công của những cái con công, cho nên là anh em hay gọi là cái phần bi led đuôi công là vì thế. Rồi và tiếp theo thì ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy là ở đây ở phiên bản này nó sẽ làm trơn các bác nhá. Ở cái phiên bản trước ấy thì người ta sẽ làm những cái sọc sọc ở trên này, nó tương tự như cái phần dưới này, nó có phần sọc như này đó. Thì hiện tại ở cái phiên bản này thì nhà sản xuất người ta đã thay đổi phần thiết kế một xíu, người ta không làm những cái phần sọc tản nhiệt nữa mà người ta chỉ làm cái phần bo cong mềm mại khá là đẹp của cái phần chụp xi ở đây. Thì nhìn cái MB nó sẽ mượt mà và nó sẽ đẹp mắt hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có thêm hai cái em dây nhỏ nhỏ ở đây. Thì cái phần dây ở đây nó sẽ là cái dây cho chế độ màn chậm ở trong MB này. Cái MB này nó sẽ có chế độ pha cốt cho nên là sẽ có cái phần dây nhỏ nhỏ màu đen đây. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái jack connect và một cọng dây khá là to và chắc chắn. Ở đây nó sẽ có 6 cái phần chấu connect ở đây. Và bây giờ là em sẽ test cho các bác coi nên là MB này nó sẽ có cái phần chế độ daylight nó sẽ là như thế nào. Đó thì ở đây em sẽ có một cái phần nguồn điện là 12V. Thì ở đây là em sẽ cấp nó vào cái dây đen ở đây. Nếu như chúng ta cấp vào cái dây đỏ thì MB này nó sẽ sáng. Đó.
MB này nó sẽ sáng. Các bác có thể thấy cái phần ánh sáng nó cực kỳ là mạnh. Rồi, và khi em cấp vào cái dây trắng ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là MB này nó sẽ có cái phần daylight. Đó, thì cái MB này nó sẽ có cái phần daylight này, nó sẽ khá là đẹp và sang trọng cho những cái chiếc xe của chúng ta. Nhìn nó màu đỏ này, nhìn nó sẽ rất là ngầu cho những cái chiếc xe, đặc biệt là những cái chiếc xe màu đen ấy, mà khi mà chúng ta phối những MB này mà chúng ta bật những cái màu đỏ lên nhìn cực kỳ là chất và sành điệu. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm X-Line F10 của công ty GTR Việt Nam, xem cái phần ánh sáng thực tế của MB này nó có được như kỳ vọng hay không, nó có xứng đáng được gọi cái tên rất là mỹ miều ông vua bi gầm. Đó, thì các bác tài ở trên thị trường hiện tại đang sử dụng những MB này cực kỳ là nhiều, và các bác tài có gọi một cái tên cực kỳ là mỹ miều cho MB này, nó là ông vua bi gầm. Thì liệu cái phần ánh sáng của MB này nó có được như lời đồn hay không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi test cái phần ánh sáng thực tế của MB này. Bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi gầm GTR có cái mã là F10. Và đây là cái phần ánh sáng thực tế. Và cái phần chiều cao của cái phần ánh sáng, em đang để cái bi ở trước mặt của chúng ta ở đây. Em đang giả sử cái chiều cao của một cái chiếc xe ô tô phổ thông. Thì những cái chiếc bi gầm này thì chúng ta sẽ áp dụng nó vào cho những cái chiếc xe ô tô phổ thông cần nâng cấp cái phần ánh sáng, và những cái phần ánh sáng của những cái chiếc bóng đèn zin dạng halogen đi lâu ngày thì cái phần ánh sáng đó nó sẽ bị giảm thiểu đi. Và cái cách hợp lý và hiệu quả mà cũng là dễ tăng sáng nhất nó chính là một cặp bi gầm GTR có cái mã là F10 như ở đây em đang có. Và đây là cái phần ánh sáng thực tế của cái chế độ cốt. Thì cái phần ánh sáng thực tế của cái chế độ cốt này thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần ánh sáng nó được dàn trải ở cái phía trước mặt của chúng ta. Thì ở đây em quay thấp xuống một xíu, ở đây nó sẽ là cái phần bi của chúng ta. Đó, thì cái chúng ta ngồi trên xe thì nó sẽ ở tầm này. Thì khi chúng ta ngồi trên xe ở tầm này và cái đèn thì nó ở trước mặt chúng ta kia, thì cái phần chân ánh sáng nó ngay trước mặt của chúng ta thôi. Thì từ cái phần đèn của chúng ta đến cái phần chân ánh sáng, nó là cái đường chân dưới cùng ở đây, thì nó chỉ khoảng 1.5 m. Và cái phần ánh sáng này nó chạy dài đến phía đằng xa ở phía đằng kia. Đó, thì hiện tại em đang quay ở chỗ này, nó là con đường thì nó có khá nhiều các cái xe cộ người ta đi lại, nên là cái việc quay video nó cũng khá là khó khăn. Đó, thì các bác có thể vừa trông thấy có một chiếc xe ô tô người ta đi qua, thì cái chiếc xe ô tô kia thì em nhìn là người ta đã bật cả đèn pha lẫn đèn gầm rồi, nhưng mà cái phần ánh sáng thực tế của cái chiếc ô tô đó nó không thể sáng bằng một cái bi em để ở phía trước mặt của chúng ta đang làm video ở đây. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần ánh sáng trung tâm nó là cái phần ánh sáng ở giữa mặt đường, có cái phần đường cắt ở kia. Thì cái dòng bi của GTR Việt Nam có cái mã là F10 này thì họ hay làm cái sản phẩm là nó sẽ có cái đường cắt chéo. Thì các bác có thể nhìn cái phần đường cắt chéo xanh xanh ở phía đằng kia. Đó, thì nó tương tự như những cái phần bi pha. Thì khi chúng ta lên một cặp bi gầm lên một chiếc xe ô tô thì cái đường ánh sáng đó nó sẽ hiệu quả gấp đôi như thế này. Thì ở đây là trên khuôn khổ video em chỉ test là có một bi thôi, và một bi của chúng ta nó sẽ được cái phần ánh sáng như thế này. Và cái phần ánh sáng ở đây thì do cái chỗ em nó không được rộng cho lắm, nên là cái phần ánh sáng chiếu xuống mặt đường thì các bác không thể cảm nhận được hết cái độ rộng của cái phần ánh sáng ở chế độ cốt này, cũng như là cái hình thức của ánh sáng. Thì các bác có thể hình dung là cái MB này nó sẽ có cái phần ánh sáng nó gần giống như hình cái bát. Đó, thì các bác có thể nhìn cái phần chân ánh sáng ở đây, nó giống như phần chân của cái bát. Ở kia là cái phần miệng của cái bát. Và các bác có thể nhìn thấy là cái phần ánh sáng trung tâm em đang chỉ đó, cái phần ánh sáng trung tâm là ở giữa cái mặt đường, thì nó sẽ cho một cái vùng ánh sáng cực kỳ là mạnh ở phía hai bên này. Cái phần ánh sáng nó sẽ yếu hơn, nhưng không phải là nó yếu chúng ta không nhìn thấy gì, mà nó cũng khá là rõ. Nhưng cái phần trung tâm ánh sáng ở cái phần đường cắt ở phía đằng xa kia nó sẽ mạnh, giúp chúng ta quan sát mặt đường tốt hơn. Và bây giờ là em sẽ bật ở cái chế độ pha. Đó, thì khi em bật ở chế độ pha này thì các bác có thể nhìn thấy là cái từ phần chân ánh sáng ở ngay phía đầu xe của chúng ta thôi, nó sẽ trải dài đến tiếp cái biển phía đằng xa kia. Thì những cái video của bên em chuyên quay ở cái đoạn đường này thì các bác cũng thể biết là từ cái chỗ chân ánh sáng ở đây cho đến cái biển phía đằng xa kia nó sẽ rơi vào tầm 270 m. Với cái cự ly như thế này thì chúng ta có thể quan sát đường cực kỳ là ok. Đó, thì các bác có thể nhìn rõ ở trên video em quay ở đây thì cái phần cảm nhận bắt sáng của cái máy quay thì nó cũng không thể tốt bằng cái phần ánh sáng khi mà mắt người trực tiếp nhìn xuống mặt đường. Nhưng khi em quay video như này thì các bác có thể phần nào hình dung được cái độ sáng của cái MB này khi mà lắp thực tế trên những cái chiếc xe ô tô, hoặc là chúng ta có thể độ lên những cái phần những cái chiếc xe máy phổ thông để chúng ta có thể tăng sáng, chúng ta có thể làm trợ sáng, hoặc chúng ta có thể gắn được vào những cái chiếc pha đèn xe máy. Nói chung đều ok. Vì MB này có kích thước khá là nhỏ gọn, và bây giờ là em sẽ bật nhanh chế độ pha cốt để các bác coi. Đó. Pha cốt, pha cốt. Đó, thì các bác có thể là thấy là khi em bật chế độ cốt thì những cái xe máy ở phía đằng xa kia người ta đi người ta cũng không bị chói mắt, bởi vì là những cái MB như thế này nó sẽ có đường cắt. Đó, thì khi chúng ta tham gia giao thông thì nó rất là lịch sự, nó không gây chói mắt những cái người ngược chiều đi từ phía đằng xa. Đó, và ở cái chế độ cốt này thì cái đường cắt nó sẽ có phần bên cao bên thấp, thì nó sẽ rất dễ cho chúng ta quan sát ở phía bề đường ở phía bên tay phải em đây, thì chúng ta sẽ quan sát được người đi đường cũng như là những cái phần biển số ở phía đằng xa thì chúng ta sẽ dễ quan sát đường hơn. Đó, và bây giờ là em sẽ dương chế độ pha lên cho các bác coi. Thì em sẽ chờ một xíu để cho những cái người họ đi ngược chiều đi qua đã, thì em sẽ dương pha lên, bởi vì khi dương pha họ sẽ rất là chói mắt. Đó, thì khi em dương pha lên thì các bác có thể thấy sáng bừng cả một con đường, và cái phần trung tâm ánh sáng nó vẫn cứ từ phần chân ánh sáng đến tận cuối con đường ở phía đằng xa cho cái biển kia. Giờ là em sẽ quay cái phần ánh sáng của chúng ta ra phía đằng kia, thì các bác có thể nhìn rõ một cái phần ngôi nhà ở phía đằng xa kia cách đây là 250 m. Đó, thì bây giờ là em hạ thấp cốt xuống, vừa lấy là em dương cốt cao lên. Rồi thì bây giờ là em sẽ dương chế độ pha lên. Đó, thì các bác có thể nhìn rõ cái nhà ở phía đằng xa kia, cái phần chế độ pha này khá là mạnh và xa.
và khá là cao, thì các bác có thể quan sát rõ cái nhà ở phía đằng xa kia rất là ok. Và bây giờ là em sẽ cho thấp cái phần ánh sáng xuống thì các bác tiện quan sát. Đó, cái phần ánh sáng khi mà chiếu gần thì các bác có thể nhìn thấy cái phần ánh sáng này nó giống như hình của một cái bát. Đó, thì em quay như này là cái góc quay nó bắt từ phía bên trái cho đến phía bên phải, thì các bác có thể nhìn thấy cái phần ánh sáng này nó giống như hình một cái bát, và cái phần trung tâm ánh sáng nó chính là cái điểm tâm xanh của cái đường xéo ở kia. Và bây giờ là em sẽ bật chế độ pha lên cho các bác coi. Đó, thì các bác có thể thấy là cái chế độ pha nó sẽ có một cái đường ánh sáng cực kỳ là mạnh gom ở chính tâm, và cái đường pha này khá là cao. Đó, thì các bác có thể thấy là cái vạch đường kia, đó, khi chế độ cốt này pha nó lên đến vạch thứ hai. Đó, thì các bác có thể thấy là cái chế độ pha của em này khá là cao, và khi chúng ta lắp lên xe thì cái pha của chúng ta sẽ để tương đương khoảng tầm này. Đó, thì khi chúng ta đầu tư một cặp đèn bi cầu của công ty GTR Việt Nam có cái mã là F10 như thế này, thì cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ lung linh hơn rất là nhiều và nó sẽ hiện đại. Và tất cả những cái chiếc xe đời mới hiện nay đều tích hợp những cái phần thấu kính projector, nó chính là những cái phần bi LED hoặc bi xenon hoặc là bi halogen. Thì cái phiên bản này của chúng ta ở đây nó chính là phần bi LED đó, và chúng ta có thể nhìn quanh một vòng cái sản phẩm của chúng ta ở đây, nó chính là cái phần bi có cái mã là GTR F10 đó. Thì các bác có thể trông rõ là cái phần ánh sáng của cái em bi này nó được phát ra khá là mạnh và chính tâm đó. Thì tất cả những cái phần bi nói chung nó sẽ được cái phần thấu kính ở phía trước mặt nó hội tụ cái phần ánh sáng và nó giao nhau để nó đưa ra mặt đường đó. Thì các bác có thể nhìn thấy cái phần ánh sáng chỗ tay em chỉ đây, thì các bác có thể thấy là nó gom lại và nó sẽ xòe ra ở phía đằng xa kia, và cái phần ánh sáng này cực kỳ là gom và chuẩn xác. Những cái phần bi LED nói chung như thế này thì cái phần gia công của các cái nhà sản xuất là người ta đã tính toán cái mức độ hoàn thiện và cái mức độ ánh sáng đưa xuống mặt đường là hiệu quả 100%. Thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng nó đưa xuống mặt đường rất là đẹp, ánh sáng rất là gom và mạnh đó. Và bây giờ em sẽ quay một vài cái góc quay đẹp về cái phần bi có cái mã là GTR F10 ở đây cho các bác coi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của mình.